Thị trường tai nghe Bluetooth ngày càng sôi động với sự tham gia của nhiều nhà sản xuất từ mới đến cũ. Và lẽ dĩ nhiên, Remax cũng không nằm ngoài xu hướng này. Trên tay mình hiện nay đang là chiếc RB-S6, một thành viên trong series những sản phẩm tai nghe Bluetooth đến từ Remax. Có thể kể đến như RB-S2, S3, S5 trước đó. Vậy sản phẩm này có gì đặc biệt? Mời các bạn cùng theo dõi bản mở hộp và chiến tay nhanh thiết bị này cùng Song Long Media. Hộp của RB-S6 có thiết kế khá trực quan với hình ảnh sản phẩm ngay mặt trước. Có thể thấy đây là một chiếc tai nghe có dạng vòng đeo cổ. Ở cạnh bên hộp, ta có một số tem đảm bảo đến từ nhà sản xuất, nhìn khá là long lánh. Đáng tiếc mình không hiểu nó có ý nghĩa là gì. Mặt sau thì khá nhiều thông tin, bằng cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh, bao gồm thông số chính của sản phẩm. Quên nữa, góc dưới cạnh bên ta còn có cả QR code dẫn đến trang Facebook và trang thông tin sản phẩm nữa. Bạn nào rảnh thì có thể xem. Ok, xem hộp thế là đủ rồi. Giờ mình sẽ mở hộp sản phẩm này. Đây là chiếc RB-S6 của chúng ta và... xem phụ kiện trước nhé. Có vẻ đây là dây sạc của thiết bị và sách hướng dẫn sử dụng cũng như tip thay thế. Mở ra xem nào. Mình sẽ zoom vào rõ hơn cho các bạn quan sát. Đây chắc là giấy bảo hành. Còn đây là giấy chứng nhận đạt chuẩn. Cuối cùng là sách hướng dẫn sử dụng. Vừa là toàn tiếng Trung à? À đây, đây, đây. Phía sau là tiếng Anh. Mình còn tưởng không đọc được luôn chứ. Nói chung vẫn như mọi khi, bạn nào cẩn thận thì có thể đọc. Còn mình thì sẽ auto bỏ qua trong phần video trên tay nhanh này. Trong một túi hình như có cả tip silicon nữa. Chuẩn rồi. Chúng ta sẽ có duy nhất một cặp tip. Không phải tin được. Ít nhất cũng phải cho hai cặp. Đằng này đã cho một cặp rồi lại còn easy đúc tip mặc định. Remax đợt này có vẻ khá là keyboard. Ok, thế còn lại chắc chắn là dây sạc micro USB rồi. Không bóc ra cũng biết. Nhưng thôi mình cứ bóc ra. Dây này là dây dạng dẹt và có vẻ khá ngắn. Có lẽ là sẽ hơi bất tiện khi mà các bạn cắm sạc. Ok, vậy là hết phần phụ kiện. Giờ ta sẽ nói đến chiếc RB-S6 này. Lần đầu tiên mình thấy chiếc tai nghe này thì mình thấy nó khá giống với thiết kế trên một số dòng tai nghe của Samsung. Chỉ khác ở phần củ tai thôi. Củ tai của Remax thì có vẻ nhỏ hơn và chính vì vậy đeo nó có phần thoải mái hơn. Cái thiết kế này thì đặc biệt thích hợp với những bạn có tai bé bởi vì đeo nó rất là dễ chịu. Kể cả khi đeo lâu thì cũng ít khi bị mỏi. Thiết kế củ tai này mặc dù khá bình thường nhưng rất may là nó có cái giải màu nhìn rất là nổi bật, cứu rỗi lại toàn bộ tổng thể. Thì nhìn vẫn khá là vui mắt. Có điều hơi lạ là mình không thấy ký hiệu trái phải trên củ tai này nên có khi bạn sẽ hơi bối rối khi đeo nó lần đầu tiên. Phần vòng thì khá là mềm, mình cảm giác lõi của nó là một sợi thép bọc bên ngoài là cao su chứ không phải là cao su hoàn toàn. Khuyến cáo các bạn là dù trông nó có vẻ khá đàn hồi, các bạn cũng không nên bẻ thái quá. Nếu có chuyện gì xảy ra thì mình không phải chịu trách nhiệm đâu. Ngoài ra ở đây ta còn có hai chốt cố định nhỏ, bạn có thể di chuyển chúng để điều chỉnh trên tai nghe. Ở cuối phần vòng là cụm phím điều khiển, hai nút tăng giảm âm lượng kèm chuyển bài và phím nguồn. Ở đây thì có một lỗ và một đèn báo chứ không phải là hai mic. Bên trên là đèn báo còn bên dưới là lỗ mic. À có một điều thú vị ở đây. Có một cái nút giống như nút nhưng nó không phải là nút nên các bạn đừng nghĩ nó là nút nhé. Điều khiển RB-S6 khá giống với nhiều loại tai nghe khác. Giữ nút giữa để bật thiết bị và khi bật rồi thì đèn sẽ nháy báo hiệu. Bạn có thể quét thiết bị sau đó kết nối như bình thường. Sau đấy làm lại các bước tương tự để tắt thiết bị. RB-S6 có một thời lượng pin khá trâu, nghe nhạc liên tục gần 8 giờ trong một lần sạc đầy. Ngoài ra thiết bị này có thể thông báo cuộc gọi cũng như cho phép kết nối hai thiết bị cùng lúc. Phần này tích hợp những hai micro giúp tăng cường chất lượng đàm thoại. Mang trên mình thiết kế gọn nhẹ, thanh lịch. Sản phẩm này có thể sử dụng cho mọi đối tượng người dùng. Dù bạn là nhân viên văn phòng hay người yêu thích thể thao, RB-S6 đều có thể đáp ứng mọi nhu cầu của bạn. Chỉ có một điểm trừ nho nhỏ trên chiếc tai nghe này, đấy là phần dây và vòng đeo cổ đem lại cảm giác khá mỏng manh và chính bởi vậy đòi hỏi sự nâng niu nhất định từ người dùng, cũng không được tính được nhược điểm quá lớn thì các bạn nên chú ý. Ok, trên đây là bài đánh giá nhanh về thiết bị RB-S6 của Remax. Nếu có nhu cầu trải nghiệm và đánh giá kỹ hơn, mời các bạn đến với showroom Song Long trên toàn quốc. Cửa hàng luôn sẵn sàng đón tiếp các bạn. Cuối cùng, có câu hỏi liên quan đến sản phẩm, thắc mắc về thiết bị nghe, mời để lại bình luận. Chúng mình sẽ giải đáp trong thời gian sớm nhất. Giờ thì, xin chào và hẹn gặp lại.